Hôm nay thì thật sự là cái chương trình công nghệ này đó là cây nhà lá dừa. Thì Ngọc Lâm Thanh thì giống như là lâu lâu rồi cái Tết về thăm viếng ngôi chùa của mình để gặp gỡ các Phật tử cũng như gặp gỡ thầy. Thật ra chương trình hôm nay là văn nghệ bỏ túi thôi quý vị ạ. Mình đã mở lòng ra cái chương trình văn nghệ cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Yeah.
Dạ bữa nay dạ đúng rồi 14 ngày mai rằm cô. Cô lì xì con, dạ con cảm ơn cô. À dạ.